Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La vừa kết thúc phiên xét xử vụ án tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy đối với 11 bị cáo. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, khối lượng ma túy mua bán rất lớn. Các bị cáo mua bán ma túy để đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt 10 bị cáo án tử hình, một bị cáo án trung thân. Trong vụ án này đáng chú ý có Nguyễn Xuân Quý, là bị cáo trong vụ tàng trữ mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại bệnh viện tâm thần trung ương 1. Toàn nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Quý tử hình. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, đêm ngày 16 tháng 1 năm 2021 tại khu vực bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Văn Hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Dương, Lê Văn Cường có hành vi vận chuyển chất ma túy, thu hơn 3,6 kg ma túy đá, 4 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 9 bị cáo. Qua điều tra từ khoảng tháng 6 năm 2020 đến ngày 16 tháng 1 năm 2021, các bị cáo nhiều lần có hành vi mua bán trái phép trên ma túy. Tổng khối lượng các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 21,5 kg.